Chúng ta nhớ là khi cựu Tổng thống Trump vừa đắc cử thì các con của ông đã nhanh chóng có những cái làm những cái điều để mà giúp đỡ cho cựu Tổng thống cũng như là giúp đỡ cho người dân Hoa Kỳ. Thế nhưng mà riêng con của ông Joe Biden thì cho đến nay chúng ta không nghe điều gì, phải không anh? Ashley rồi. Biden và Hunter Biden, không biết là hiện nay họ đang làm gì và họ có những cái điều gì để mà giúp ích cho đất nước hay không? Chúng ta không nghe nói đến. Và riêng về ông Joe Biden thì mãi cho đến hôm nay cũng không có nghe nói là khi nào ông ấy sẽ có một cái cuộc họp báo chính thức với phóng viên để mà thông tin những cái điều vừa qua cho người dân Hoa Kỳ được biết. Và chúng ta hay nhớ cái điều mà sỉ nhục nhất, đó là cái vấn đề mà phía các giới chức của nước Nga nói rằng ông Joe Biden là người không có khả năng nói chuyện trước đám đông và không có đối diện được với báo chí. Cụ thể là cái vấn đề khi mà ông Joe Biden nói ông Putin là kẻ giết người, thì bên phía Putin yêu cầu là có một cái buộc nói chuyện công khai. Nhưng mà ông Biden lấy lý do là bận rộn cho nên từ chối cái cuộc gặp đó. Thì sau cái vụ đó, các giới chức bên Nga họ cười chê, họ nói rằng là ông ấy sẽ không bao giờ dám đối chất cùng với ông Putin bởi vì ông ấy sẽ thua rất là xa ông Putin, cho nên đó là lý do mà ông ấy phải từ chối. Và thưa quý vị, chuyển sang cũng một cái tin liên quan tới ông Biden, thì ông Biden lập kỷ lục về xài tiền thuế của người dân. Cái gói cứu trợ 1.900 tỷ là cái gói cứu trợ lớn và hoang phí nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay, thì chỉ mới giải ngân hôm 11 tháng 3 vừa qua. Thì nay Tổng thống Joe Biden lại lên một kế hoạch chi 3.000 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng, gọi là tái thiết đất nước. Kế hoạch này sẽ chia thành hai dự luật để sẽ đưa cho Quốc hội thông qua. Phát biểu với truyền thông thì ông Biden nói rằng là chúng tôi sẽ sử dụng tiền đóng thuế của người dân để xây dựng lại Hoa Kỳ về nhiều mặt. Chính phủ và người dân sẽ mua các cái sản phẩm sản xuất trong nước để hỗ trợ cho hàng triệu công việc sản xuất. Nhưng điều này thì chúng ta không biết là có khả thi hay không khi mà chính quyền ông Biden quyết định tăng thuế rất là cao cho các cái doanh nghiệp và đồng thời là tăng cái mức thu nhập tối thiểu lên 15 đô la một giờ. Nếu mà chính quyền tăng thuế và buộc phải tăng lương cho người lao động thì các cái công ty sản xuất bắt buộc họ phải tăng giá sản phẩm. Lúc đó thì người dân họ sẽ chọn mua những cái sản phẩm tương tự được sản xuất tại Trung Quốc và nhập sang Hoa Kỳ có giá rẻ hơn. Lúc đó thì vô hình chung là chính sách của ông Joe Biden sẽ giúp ích cho nền kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta lấy cái ví dụ về khẩu trang N95 vừa qua là một ví dụ. Hàng chục công ty Hoa Kỳ đã tồn đọng hàng chục triệu khẩu trang N95 không thể bán được. Nhưng mà trong khi đó thì cái khẩu trang tương tự của Trung Quốc nhập sang Hoa Kỳ thì lại được các cái bệnh viện, những cái công ty lớn mua. Bởi vì giá sản xuất tại Hoa Kỳ luôn luôn là cao hơn giá từ Trung Quốc. Chưa nói đến vấn đề chất lượng, người ta thấy giá rẻ hơn là người ta mua thôi. Và thưa quý vị, trở lại kế hoạch 3.000 tỷ thì theo truyền thông, kế hoạch mới này sẽ được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là bao gồm các cái khoản đầu tư 400 tỷ vào chống biến đổi khí hậu, đồng thời chi 200 tỷ cho cơ sở hạ tầng nhà ở, 100 tỷ cho nhà thu nhập thấp và 60 tỷ cho mạng lưới giao thông xanh. Phần thứ hai sẽ tập trung vào lực lượng lao động và chi trả cho các cái trường đại học cộng đồng miễn phí, giáo dục mầm non và nghỉ phép có lương. Hiện tại thì chúng ta biết là cái mức thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ là lên tới 3.100 tỷ rồi. Đây là mức cao nhất mọi thời đại. Ủy ban Ngân sách Quốc hội dự báo là nợ quốc gia sẽ tăng trên GDP trong năm nay sau khi cái gói cứu trợ 1.900 tỷ. Và nếu như tiếp tục cái gói 3.000 tỷ được thông qua thì chúng ta không biết là lúc đó cái mức thâm hụt ngân sách nó sẽ là bao nhiêu hả anh? Đây cũng là một cái mà nãy chúng tôi nói là một công tác của ông Biden. Rồi từ từ ông ta mới rút. Lý do này do kia không biết, nhưng mà đó là ông ta phải một vài cái gói cứu trợ nữa để mà đảng dân chủ dùng cái đó. Tiền quý vị nhớ, nên nhớ là đó cũng là một cái ổ tham nhũng. Chẳng như bây giờ cái 1.900 tỷ đó quý vị nhớ là cho người dân có chừng 90% thôi, họ tính rồi. Còn số còn lại nó đi vào những chương trình gì đâu mà mình không biết. Họ âm thầm làm với nhau thôi, họ đâu cần phải báo cáo với ai. Quý vị rất là bao nhiêu tiền, nghĩa là chịu 1.400 tỷ là một số tiền vô cùng khủng khiếp, quý vị biết nó lớn như thế nào, trong khi đó họ xài cho những cái gì đó mình không biết. Bây giờ ông lại vẽ ra cái 3.000 tỷ đó, quý vị thấy không? Đó để cho hoàn thành, và ông ta phải cố gắng cái job của ông ta nữa là phải đẩy cho xong cái mà kế hoạch của tôi nói đó, SR1, để mà mai mốt bầu cử sẽ dễ dàng lắm.
cho nên họ sẽ độc chiếm, rất khó Đảng Cộng Hòa sẽ trở lại được. Nếu mà họ đi đúng cái kế hoạch mà giờ đang tính ra thì lúc đó thì có thể lúc đó bà Kamala mới lên trả như vậy. Cho nên ông Biden ông có cái một số cái công tác ông ta phải hoàn thành, trong đó có cái số tiền này luôn, thưa quý vị.